Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Vượng Phát ở 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật lại cho các bạn về cái giá của dòng xe Winner X ngay tại thời điểm cuối tháng 9 nha các bạn, giữa tháng 9. Bữa nay là mười mấy rồi. Thì để các bạn có thể cập nhật lại, tại bữa mình cập nhật cái giá xe của mình á, đợt trước cái lô hàng trước thì nó giá nó hơi bị rẻ, nhưng mà đợt này nhập cái lô hàng mới về thì giá đã thay đổi lại rồi. Và thông báo các bạn một tin luôn á, là khá đáng tiếc một chút xíu là thời điểm hiện tại bây giờ á, các giá mặt hàng giá xe sau qua tháng 7 rồi á, thì hiện tại giá nó đã bị tăng nhẹ lên một tí xíu rồi. Và bạn nào đang có định mua xe thì mua ngay tại thời điểm này giúp cho mình. Mình đã nói rất nhiều lần rồi, một là mua ngay tháng 7, xong tháng 7 xong khoảng một tháng thì các bạn nên lựa chọn mua khúc đó cũng vẫn còn ok. Và hiện tại bây giờ qua tháng 9 là giá đang tăng nhẹ từ từ lên, và tăng từ từ tới khi mà tới cái tháng Tết Tây là đã cao ha. Xong Tết Tây còn cao dữ nữa. Mà bạn nào mà mua xe ngay gần cái thời điểm mà Tết ta là còn khoảng một tháng hay là ba tuần á, là các bạn sẽ không nhận được cà vẹt kịp để các bạn đi xe về. Có thể nhận được biển số nha, nhưng mà không có cà vẹt làm sao mà các bạn đi về quê. Có nghĩa các bạn mua chiếc xe ngay tại thời điểm gần Tết, cận Tết á, thứ nhất là giá thành cao, thứ hai nữa là không nhận được cà vẹt xe đúng thời điểm mà mình đi về quê này nọ kiểu, thì chiếc xe chùm mền ấy ở nhà trọ chứ chẳng làm được gì cả. Đấy, cũng không có xe đi chơi Tết luôn. Nên là các bạn lưu ý giúp cho mình nha, mua xe thời điểm này đang rất là ok rồi. Đừng có đợi nữa càng tăng nữa. Cũng không biết được, giá thị trường nó cũng như vàng các bạn, nó lên xuống thất thường lắm. Xe là nó như là vàng luôn, nó lên xuống thất thường y như vàng luôn, các bạn không có đoán trước được đâu. Nên là các bạn nào mà muốn mua xe phục vụ đúng nhu cầu của mình thì mình lựa chọn mình mua. Đừng có than thanh trách phận hay là kêu cửa hàng này bán mắc cửa hàng kia như thế này kìa. Đấy, nói vậy thôi chứ nãy giờ nó cũng nhiều, cũng xàm quá. Rồi, thì bây giờ báo giá cho các bạn ha. Giá của Winner X ngay tại thời điểm tháng tăng giá này, tăng nhẹ các bạn nha. Tăng nhẹ thôi. Phiên bản tiêu chuẩn phanh thường là 40.500.000, đã bao gồm thuế VAT rồi. Phiên bản đặc biệt là phiên bản phanh ABS đó, thì là 42.000.000. Và phiên bản cuối cùng mắc tiền nhất là 44.000.000, đã bao gồm thuế VAT rồi. Nó sẽ có 3 mức giá nha. 40.500.000 phiên bản phanh thường, phanh ABS là 42, và phanh ABS mắc tiền nhất là 44.000.000, đã bao gồm thuế VAT rồi các bạn nha. Đấy, giá xe hiện tại vừa tăng nhẹ về vấn đề đó. Còn bạn nào mà muốn biết chính xác cái giá lăn bánh ở tỉnh, huyện, thị xã, khu vực các bạn ở, thì các bạn liên hệ trực tiếp với bạn Ngân ở bên góc màn hình. Bạn Ngân sẽ tư vấn cho các bạn. Thêm vào đó nữa thì giá xe nó sẽ, mình cũng đã nói lúc đầu rồi, giá xe nó sẽ như vàng vậy đó, nó lên xuống thất thường đó các bạn. Nên là các bạn muốn mua xe ngay tại thời điểm hôm nay, phải không, muốn mua xe hoặc là ngày mai muốn mua xe, thì hôm nay các bạn liên hệ với bạn Ngân hỏi giá xe chính xác hôm nay và ngày mai, để ngày mai mình tới mua rồi chính xác cái giá lăn bánh, thì khi mà các bạn tới cửa hàng thì các bạn sẽ mua được cái đúng cái giá chính xác của các bạn. Chứ đừng có hỏi tháng này mình hỏi xong tháng sau lên mua, giờ bắt phải bán chiếc xe ngay kiểu tháng trước là không có đâu. Thật sự luôn, không để giờ các bạn thấy giá vàng nó lên xuống, các bạn coi giá vàng hôm nay là có 10.000 cây đi, qua tháng sau 12.000 cây, các bạn kêu cửa hàng bán vàng kêu bán bán tôi 10.000 thôi, đừng bán 12.000, sao cửa hàng bán mắc quá vậy, ghét thiệt. Nói nhiều khi mấy ông bình luận ông nói hoài. Rồi, thì đó là giá của thằng Winner X V3 ha. Thì đối với thằng Winner X V3 thì hiện tại là đang rất là đẹp rồi các bạn, rất là đẹp rồi. Kể cả phanh ABS này nó cũng khá là an toàn, thắng cũng rất là ngon. Và cái dàn chân của nó, phụt của nó cũng chạy rất là ngon nha các bạn. Dàn chân phụt của nó chạy rất là ngon, rất là nhiều anh em đi phụt cũng đã cho mình những cái feedback khá là ok. Thêm vào đó thì anh em nào mà muốn gắn trở sáng cho em này á, anh em có thể khoét cái chỗ này nè. Hồi xưa chỗ này là răng thỏ ha, còn bây giờ thì nó trở thành như vậy thì để cũng đẹp. Mà anh em muốn gắn đèn trợ sáng L4, anh em có thể khoét bỏ cái này và anh em gắn cái đèn trợ sáng vào đây, nhìn cũng khá là ok. Đấy, và khi mà mình đánh lái đèn cái này, đánh lái đèn thế này nè, thì cái xe thì cái đèn ở dưới đây nó sẽ không đánh lái theo cái hướng cua của mình. Nhưng mà anh em gắn đèn trợ sáng LED L4 như nè, thì anh em đánh lái như thế này á, thì nó sẽ đi cái đèn theo cái hướng đánh cua của mình luôn, nó sẽ giúp cho anh em đi phượt rất là an toàn luôn. Đấy, thì cái xe này á, cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là khoảng tầm 2 lít trên 100 km, thì đâu đó là khoảng tầm 50 cây, 40 mấy gần 50 cây một lít. Thường á là sẽ đi khoảng tầm 48, 49 hoặc 50. Còn đi phượt đi dạng đường trường giữ ga đều khoảng tầm 52, 53 ha. Đấy. Rồi, thì bên cửa hàng mình sẽ có một số màu như thế này. Bây giờ mình sẽ báo giá tiếp cho anh em cái giá của thằng Exciter 155 luôn, để cho các bạn có thể nắm được cái giá của hai cái mẫu xe quốc dân và cũng là cái đối thủ cạnh tranh của nhau luôn. Nói chung á thì hồi xưa lúc mà ẹp 150 á, nó vừa ra mắt á, thì nó ăn đứt với lượng doanh số luôn, và dòng xe tay côn, thì
khi thằng Winner V1 ra nó cũng không có ăn bằng thằng F150. Tới khi F155 này ra nè, Winner XP3 ra nè, thì hiện tại bây giờ trên đường phố người ta rất là ít thấy thằng F155 này đi trên đường, thay vào đó là Winner X rất nhiều. Tại vì sao? Tại vì thằng F155 này á, nếu như những bạn nào gọi là fan của Exeter thì người ta mới mua thôi. F150 á thì người ta mới mua F155 thôi, gọi là fan luôn các bạn ha, thì mới mua thôi. Chứ thật sự giờ ra đường á thì thấy những anh mà đi F này là rất là ít, rất là ít luôn, và kiểu như là nhìn nó cũng không có đẹp, không bịch đẹp bằng cái thằng Winner X luôn. Cái này là nhận định riêng của mình ha. Còn các bạn khác thì tùy, những bạn có như người là fan của F, có người là fan của Winner X thì sẽ có những nhận định khác nhau, mình không có tranh cãi vấn đề đó ha. Rồi thì báo giá F luôn. F thì bên mình vẫn còn một mở kinh rất là nhiều các bạn ha, báo giá mở kinh cho các bạn luôn nè. Đâu rồi? Rồi, đầu tiên ha, báo giá F50 trước nè. F150 thì sẽ có mức giá là 48.500.000 đã bao gồm thuế VAT rồi. Em mở kinh nhập khẩu Indo thì có mức giá là 52.500.000, thì nó chênh lệch với lại thằng ad chính hãng Việt Nam là khoảng tầm 3 triệu đồng các bạn nha. 3 triệu, 4 triệu. Rồi tiếp theo là ad 155 phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng sẽ có mức giá là 47.000.000, phiên bản cao cấp màu đen nhám, màu đỏ nhám, màu trắng đỏ là 50.000.000, phiên bản giới hạn là 51.500.000 các bạn ha. Phiên bản giới hạn 51.500.000. Đây phiên bản 60 năm anniversary nè các bạn. Đó. Đấy, thì các tùy vào cái túi tiền của các bạn mà các bạn lựa chọn nha. Nếu so thằng F155 này với thằng Winner X V3 thì mình so cái phiên bản cao cấp ha, 50 triệu với thằng Winner X V3 hiện tại có 4 mấy triệu, nó chênh lệch với nhau khoảng 7-8 triệu đó, một khoảng tầm nhiêu đó, thì anh em sẽ chọn Winner X, tại vì Winner X vừa rẻ, vừa đáp ứng được cái nhu cầu chơi xe của anh em. Độ xe, chơi xe, đi phượt, đam mê tay côn, nọ kiểu đầy đủ hết tất cả mọi thứ, có ABS đàng hoàng luôn. Mình cũng cập nhật thêm cho các bạn thông tin là Exeter Yamaha vừa cho ra mắt cái Exeter, những cái mẫu màu sơn mới dành cho dòng xe này. Thì động cơ của nó vẫn vậy các bạn ha, động cơ của nó thì vẫn là công suất là 17,7 mã lực tại 9.000 vòng trên phút, và một bên sáng cực đại của nó là 14,4 Newton mét tại 8.000 vòng trên phút, và sử dụng hộp số là 6 cấp. Lần này Yamaha sẽ thêm cho nó là 4 màu sơn, là bao gồm màu xanh bạc đen, xám bạc đen, trắng xám đen và màu đen. Đi cùng với mức giá đề xuất là khoảng 52 triệu đồng nha các bạn. Giá đề xuất thì thường lúc nào nó cũng là một cái mức giá khác so với giá tại đại lý nha, nên em lưu ý vấn đề này. Còn vấn đề trả góp nha, vấn đề trả góp thì cái này cũng khá là quan trọng. Hiện tại bên cửa hàng mình đang chạy chương trình khuyến mãi cho vấn đề trả góp, thì anh em chỉ cần đưa trước cho mình, đối với thằng Winner và thằng Ad này là anh em chỉ cần đưa trước cho mình 10% là được, khoảng tầm là 5 triệu, 4 triệu là có thể lấy xe về được. Và cũng có cái chương trình là sẽ trả trước 0 đồng cho anh em luôn ha. Đối với Win với Ad là trả trước 0 đồng cho anh em luôn, không cần phải đưa tiền và đem xe về. Nhưng không đưa tiền mà đem xe về thì tất nhiên lãi suất nó sẽ cao hơn một tí so với đưa 10% rồi. Và hiện tại 10% bên cửa hàng mình là các bạn sẽ được nhận cái mức lãi cực kỳ ưu đãi luôn. Và lãi như thế nào, tính ra sao, trả mỗi tháng như thế nào thì các bạn liên hệ trực tiếp với bạn Ngân bên góc màn hình. Bạn Ngân sẽ, các bạn phải cho bạn Ngân biết là các bạn mua xe lăn bánh ở đâu, tỉnh, huyện, thị xã, phải nói chi tiết rõ. Tại vì tùy vào tỉnh, huyện, thị xã, khu vực mà các bạn ở, nó sẽ có những cái giá lăn bánh khác nhau. Tới 64 tỉnh thành là các bạn thì sẽ có 64 cách tính tiền khác nhau, tính chi phí khác nhau đấy. Nên là anh em phải cho được bạn Ngân biết được cái vấn đề là các bạn lăn bánh ở đâu, thứ nhất. Thứ hai thì các bạn phải cho bạn Ngân biết được là các bạn đưa trước bao nhiêu tiền, trả trước bao nhiêu, vay lại bao nhiêu. Thứ ba là trả trong vòng bao nhiêu tháng, 12 tháng hay là 24 tháng hay là 10 tháng hay là 6 tháng, phải cho bạn Ngân biết. Thì lúc đó bạn Ngân mới tính ra cho các bạn được cái vấn đề là lãi suất, phải liên hệ với ngân hàng và ngân hàng tính cho anh em cái mức lãi suất cực kỳ ưu đãi, cái gói nào ưu đãi nhất, rồi sẽ gọi lại báo cho anh em sau. Thì lúc đó sẽ tính cho anh em biết là anh hiện tại đang vay lại, thí dụ là vay lại 40 triệu đúng không, thì anh trả trong vòng 12 tháng hay 10 tháng đấy, và mỗi tháng anh trả là 4-5 triệu gì đó, rồi cộng lại tất cả mọi thứ, cuối cùng lãi suất của anh em là bao nhiêu đó, người ta sẽ báo hết cho anh em luôn. Lúc đó anh em thấy hợp lý, 12 tháng mà mình lãi có 1 triệu bạc thì một tháng mình chia ra đã có nhiêu tiền đúng không bạn. Đấy, nhiều bạn đừng có suy nghĩ là ví dụ mua chiếc xe này 40 triệu đi mà tính ra lãi nó là 45 triệu trong vòng 24 tháng, anh em nói trời ơi mua chiếc xe 40 triệu mà lãi 5 triệu đồng, mà trong khi đó anh em trả 24 tháng, tính ra mỗi một tháng anh em tiền lãi đâu có bao nhiêu,
đừng có gom một cục tính như vậy, mình phải tính chia ra tiền lãi, nó chia ra trong mỗi tháng là mình mỗi tháng mình đóng tiền bao nhiêu tiền lãi mà mình có được chiếc xe mình đi đấy. Rồi thì đó là một số cập nhật của mình về dòng xe Win X và Exciter. Nếu là các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn dòng xe Win X V3 hay là Exciter 155 phân khối này, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.